Dự kiến đây sẽ là một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Nó phá vỡ những kỷ lục khi vé đặt mua trước được bán hồi tháng 10. Chúng tôi bán hết sạch vé ngay tức thì cho những buổi chiếu ra mắt và buổi cuối tuần ra mắt. Dù ra mắt vào ngày 17 tháng 12, người hâm mộ đã xếp hàng chờ xem phần mới nhất trong loạt phim Star Wars phần 7, The Force Awakens. Gần 2 tuần trước khi công chiếu. Nó là phim kinh điển. Tất cả chúng tôi đều muốn xem tiếp câu chuyện sẽ đi tới đâu. Tôi và Caroline, hôn thê của tôi, chúng tôi bay suốt 12 tiếng qua đây và rất nhiều người khác đến từ khắp nước Mỹ để gặp nhau ở đây. Ở đây là rạp hát Trung Hoa TCL ở Hollywood, trước đây gọi là rạp hát Trung Hoa của Man. Bộ phim đầu tiên được chiếu ở rạp hát này, do đó nó có một vị trí đặc biệt. Theo lời thoại của Harrison Ford khi nói chuyện với Chewie thì là Nhóm của anh Andrew Porter đến từ Úc đã mua hơn 500 vé cho buổi chiếu mở màn tại rạp hát Trung Hoa TCL. Để mua được vé, người hâm mộ phải đăng ký và tích lũy 24 tiếng thời gian xếp hàng. Cắm trại xếp hàng càng lâu thì sẽ có được chỗ ngồi càng tốt. Chúng tôi có khoảng 130 người đăng ký và chúng tôi đã đợi 9 ngày rồi. Có một tổ chức từ thiện tên là Starlight tham gia. Nó khuyến khích mọi người tới trò chuyện và tham gia vào trải nghiệm cắm trại này. Một số người hâm mộ cho rằng trải nghiệm này không chỉ là việc mình là người đầu tiên đến xem phim. 90% là gia đình bạn bè tụ tập lại với nhau, 10% là xem phim. Nhưng những người khác sẽ vào rạp trong đêm mở màn để xem phim hay đến mức nào? Trẻ em sẽ thích, hầu hết mọi người chắc chắn sẽ thích. Chúng tôi là những khán giả khó làm hài lòng nhất. Vì vậy, nếu chúng tôi mà thích, thì phim thành công lớn. Tôi nghĩ điều quan trọng là vào xem mà không có bất cứ kỳ vọng nào và cứ hào hứng chờ xem sẽ có gì. Thậm chí nếu phim không hay, tôi vẫn cứ ở đây. Nhưng phim này chắc chắn phải hay thôi. Tất cả những yếu tố đều tốt. Hình ảnh đẹp này, J.J. Brown là đạo diễn giỏi này. Có những diễn viên gốc đóng nữa, phim sẽ hay. Phim Star Wars gốc đặt kỷ lục 62 tuần trình chiếu tại rạp hát Trung Hoa vào năm 1977. Ngày nay, hầu hết phim được chiếu trong 2 tuần, nhưng không phải phim The Force Awakens. Kế hoạch ban đầu là chiếu trong 4 tuần. Và tùy thuộc vào thành công, có thể chiếu lâu hơn.